Sau hơn một tháng vận hành thử nghiệm, chiều ngày 2 tháng 8, Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố trực thuộc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khánh thành hai trạm thông tin và hỗ trợ du khách theo chuẩn quốc tế tại công viên Bến Bạch Đằng và khu B, công viên 23 tháng 9, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro, vấn đề phát sinh tiêu cực cho du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các trạm thông tin này sẽ hoạt động liên tục từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày, là nơi tiếp nhận và phản hồi ý kiến của du khách, kịp thời hỗ trợ du khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ khách lưu trú dài hơn, chi tiêu nhiều hơn, tạo môi trường phát triển du lịch bền vững. Ngoài ra, trạm thông tin còn cung cấp miễn phí cẩm nang du lịch, bản đồ du lịch, bộ quy tắc ứng xử với nhiều ngôn ngữ, bố trí màn hình tra cứu thông tin thông minh, máy tính có kết nối mạng giúp du khách xử lý thông tin. Sắp tới, thành phố sẽ nhân rộng mô hình này tại các vị trí tham quan trọng điểm.